Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh của Rỗi 2P nha. Và có lẽ các bạn cũng rất là thắc mắc làm thế nào để kiếm được nhiều điểm tín dụng cá nhân nhất. Và cái điểm tín dụng bạc này là gì? Điểm tín dụng vàng này là gì? Và tại sao những cái vật phẩm này các bạn có thể mua được với cái giá rất là rẻ mặc dù các bạn có rất là nhiều vàng ở đây? Thì trong video này mình sẽ giải đáp cho các bạn những cái vấn đề liên quan tới điểm tín dụng của liên minh và của cá nhân nha. Và điều đầu tiên là các bạn phải có một cái liên minh đã thì các bạn có thể gia nhập liên minh của người khác hoặc các bạn tự tạo liên minh cho chính các bạn cũng được. Và để phát triển liên minh ở giai đoạn đầu game ấy thì các bạn cần phải tuyển rất là nhiều thành viên. Các bạn cứ tuyển làm sao càng nhiều người vào càng tốt. Các bạn có thể rao ở trên kênh chat, các bạn có thể gửi lời mời trực tiếp cho người ta. Đó thì như vậy các bạn có thể có một liên minh nó phát triển hơn. Và khi mà liên minh của các bạn đã phát triển rồi thì các bạn sẽ có hai cái hệ thống tiền tệ ở trong game, đúng không? Nghe rất là hoành tráng. Đó là cái tín dụng bạc hay chúng ta hay gọi là xu bạc. Và cái này thì người ta cũng không hay gọi là xu vàng các bạn. Cái này người ta hay gọi là tín dụng liên minh. Mà đa số mấy ông mà R1, R2, R3 tức là người ta gọi là thành viên bình thường ấy thì cũng không quan tâm cái này lắm. Cái này chủ yếu là bot và những leader họ sẽ quan tâm nhiều hơn. Đó, và ở dưới này chúng ta có một cái kho của chính các bạn nữa. Thì đầu tiên mình sẽ nói về tác dụng của hai cái loại xu này. Thứ nhất, mình sẽ nói về tác dụng của cái xu bạc trước đi. Thì cái xu này sẽ sử dụng để các bạn mua tất cả những vật phẩm mà có xuất hiện ở dưới. Các bạn có thể mua ví dụ như là tele này với giá là 300.000 tín dụng, chìa khóa bạc giá là 120, đắt thật sự ạ. Đó, và rất nhiều vật phẩm ngon khác, nhưng ở đây nó thiếu khá là nhiều. Thì làm thế nào để các bạn bổ sung những cái vật phẩm vào cái shop này? Các bạn có thể ấn vào ở dưới, nó là kho liên hiệp. Thì dưới này các bạn mua vật phẩm sẽ tốn cái xu vàng này. Và khi các bạn mua vật phẩm ở đây, ví dụ các bạn mua 100 VIP này với cái giá là 15.000 xu vàng, thì không phải là các bạn sẽ nhận được cái điểm VIP này, mà cái điểm VIP này nó sẽ chuyển từ cái kho này qua cái kho cá nhân. Và từ kho cá nhân này các bạn lại tiếp tục phải dùng xu bạc để các bạn mua cái vật phẩm đó. Như vậy thì về mặt lý thuyết ấy, là tất cả những cái vật phẩm mà có ở trong cái kho liên hiệp này các bạn đều có thể mua bằng xu bạc hết, miễn là liên minh của các bạn sử dụng xu liên minh để cho nó vào cái shop bình thường ở đây. Đó, và như vậy làm thế nào để các bạn có thể kiếm được nhiều cái xu bạc này? Thì sau đây sẽ là một số cách để các bạn kiếm xu bạc nhanh nhất. Đầu tiên và cũng là đơn giản nhất, đó là các bạn ấn trợ giúp ở trong game. Các bạn ấn vào trợ giúp như thế này thì mỗi ngày các bạn sẽ nhận được tối đa là 10.000 tín dụng ở đây. Ví dụ ở đây mình đang có tổng cộng là 5 lượt trợ giúp, mình sẽ ấn trợ giúp nha. Rồi, mình đã giúp xong. Và mình không nhận được cái tín dụng nào cả các bạn. Lý do bởi vì sao? Bởi vì những cái lượt trợ giúp vừa rồi là mình đã giúp những cái thành viên ở trong liên hiệp và nó sẽ không tính vào cái phần thưởng tín dụng hàng ngày, mà chỉ khi các bạn trợ giúp những thành viên cùng liên minh ấy. Cái này thì khi các bạn mới chơi sẽ không có liên hiệp nên là không có vấn đề gì cả nha các bạn. Và để trợ giúp cho nhanh ấy thì các bạn nên ấn vào cài đặt ở trong cái nick của các bạn và các bạn bật cái chế độ trợ giúp nhanh lên. Như vậy thì nó sẽ hiển thị cái nút trợ giúp ấy ở dưới cái góc này thì các bạn sẽ trợ giúp nó nhanh hơn rất là nhiều. Tiếp theo đó là các bạn có thể góp vào công nghệ của liên minh để các bạn nhận được lượng tín dụng. Thì ở đây các bạn ấn góp như thế này và cứ mỗi lần trợ giúp ở đây các bạn sẽ nhận được 100 tín dụng và các bạn sẽ có tỷ lệ nó nhân 2, nhân 5, nhân 10 nữa. Thì mỗi ngày các bạn có thể kiếm được từ cái này là khoảng thêm 10.000 tín dụng nữa các bạn. Như vậy là chúng ta đã có thể kiếm được 20.000 tín dụng ở trong game thông qua cái trợ giúp và cái đóng góp công nghệ liên minh rồi. Tiếp theo thì các bạn có thể giúp cho liên minh của các bạn xây cờ và xây pháo đài. Thì đối với việc xây cờ và xây pháo đài ấy, sẽ có những cây cờ mà người ta chỉ gửi một lính vào thôi, mục đích là để cây cờ nó lâu hoàn thành các bạn. Và với việc lâu hoàn thành như vậy thì các bạn sẽ nhận được nhiều tín dụng hơn. Thì cái liên minh của mình hôm nay nó không có xây cây cờ nào cả nên mình không thể ví dụ cho các bạn được, nhưng mỗi ngày bằng cái việc trợ giúp xây cờ các bạn sẽ chỉ nhận được tối đa là 20.000 tín dụng mà thôi. Nên nếu các bạn đủ 20.000 tín dụng ấy, các bạn nên kéo quân về thành phố nha, chứ còn nếu mà các bạn để ngày này có ngày khác ấy thì nó sẽ rất là phí. Ví dụ nó chỉ có thể hiển thị cho các bạn ấy là 30-40.000 tín dụng đây, nhưng mà khi các bạn kéo về sẽ chỉ được 20.000 mà thôi. Các bạn cũng có thể nhận được cái tín dụng bạc bằng cách là nhận rương của những thành viên khác trong liên minh. Đó, thì các bạn nhận rương các bạn cũng có thể nhận được tín dụng bạc nhé. Ví dụ của mình hiện tại ở đây ấy, nó đang là 36 triệu, cái đuôi của nó là 5073 nha. Mình sẽ nhận thử một cái rương pháo đài. Nó vẫn là 5073. Mình sẽ nhận thử một cái rương bình thường. Đó, nó đã lên 100 tín dụng rồi nha các bạn. Như vậy là rương pháo đài sẽ không tính, nhưng mà những cái rương bình thường ấy thì nó vẫn tính là các bạn sẽ nhận được 100 tín dụng cá nhân.
cho một cái rương nhá. Vậy nên là bạn nào mà ở cái liên minh mà nhiều rương thì chắc chắn các bạn sẽ có được nhiều tín dụng hơn nữa. Cái này thì mình không chắc là mỗi ngày nó có giới hạn không. Các bạn cũng có thể nhận được tín dụng cá nhân thông qua cái sự kiện trước rương của thần Osiris sẽ diễn ra mỗi 2 tuần một lần. Và các bạn có thể ấn vào luật lệ ở đây và ấn vào phần thưởng, các bạn sẽ thấy là các bạn cũng được 100.000 tín dụng nếu như các bạn giành chiến thắng ở nhánh hoàng kim. Còn nếu các bạn thua thì sẽ được 50.000. Còn ở dưới này nếu các bạn ở nhánh bạch ngân ấy thì các bạn sẽ được 40.000, còn nếu các bạn thua thì các bạn sẽ được 20.000 tín dụng mà thôi, tương đối là nhiều nhá. Ngoài ra thì còn một số event khác cũng cho các bạn điểm tín dụng bạc. Ví dụ như là các bạn có thể đánh sự kiện free KVK này, đánh đội quân cướp bóc thì các bạn mở ra cũng sẽ ra rất là nhiều tín dụng cá nhân. Và một cái cách cuối cùng đó là các bạn có thể bán những cái vật phẩm mà các bạn chọn ở cái ô thu mua liên minh này. Thì ở đây có rất là nhiều vật phẩm luôn, thì đa số là giai đoạn đầu các bạn sẽ cần những vật phẩm này, nhưng mà về sau thì gần như chúng ta sẽ không cần nó nữa. Ví dụ như là những cái mảnh bản vẽ, đặc biệt là những cái mảnh bản vẽ lam này này, cái giai đoạn về sau các bạn xài hết đồ tím rồi thì nó cũng không cần. Ví dụ cái set farm xanh này đa số các bạn cũng không cần luôn, các bạn có thể bán hết cũng được. Còn ở dưới này thì những cái set xanh lá rồi set trắng các bạn cũng bán được luôn, tất tần tật các bạn đều bán được. Và ở dưới cùng này các bạn có thể bán những cái sao, ví dụ như là sao xanh lá này về sau đâu ai xài đâu, rồi sao xanh lam, sao tím thì có lẽ khi mới chơi các bạn giữ lại, còn khi mà các bạn đã chơi lâu lâu các bạn bán hết cũng được. Ví dụ ở đây mình có tới hơn 9.000 sao, bán được 2.700.000 tín dụng này. Và cái mũi tên chống trả này để nâng cấp cái tháp canh ấy thì về sau các bạn cũng dư rất là nhiều, mình dư tới 47.000 cái, thì các bạn bán đi lấy tín dụng. Cái sách giao ước này lúc thì thiếu thì phải mua bằng game, còn về sau thừa thì lại phải bán lấy tín dụng các bạn. Cái này thì nó khá là gây tranh cãi, nhiều người thì muốn dùng game để mua quyển này lên cho nhanh, có nhiều người lại muốn farm bởi vì về sau họ sẽ bị dư. Và có lẽ nhiều nhất ở trong này là cái tượng Ethel Flash, về sau các bạn chơi game lâu ấy các bạn sẽ mỗi ngày free được 3 tượng. Đó, các bạn bán được cái đống này đi, như của mình hiện tại mình bán cũng được 2.700.000 tín dụng này. Và sau khi các bạn đã sở hữu một mớ tín dụng như thế này rồi thì các bạn nên mua cái gì ở trong cửa hàng liên hiệp? Đối với cá nhân của mình đã chọn sang bên này cho nhiều nhá, thì mình nghĩ là các bạn chỉ nên mua duy nhất đó là cái trang hộ chiếu này mà thôi. Cái này nếu các bạn không mua một tín dụng bạc ấy, các bạn chỉ có thể nạp tiền vào game thôi. Còn tất cả những vật phẩm còn lại, ví dụ cái đổi nền văn minh này, rồi cái quyển cài lại kỹ năng, điểm VIP, rồi tele, tất cả những cái còn lại các bạn đều có thể mua bằng game hết. Chỉ có duy nhất một cái này các bạn chỉ có thể mua bằng tiền thật. Nên là theo ý kiến cá nhân của mình, các bạn nên dùng tín dụng bạc để mua. Thì ở đây các bạn mua một tín dụng liên minh ấy nó là 100.000, nhưng mà khi mà các bạn qua đây để mua một tín dụng bạc ấy nó sẽ là 600.000 tín dụng nha, tương đối là nhiều. Và cái bảng vé bay tốn để các bạn bay ấy thì mình sẽ để ở ngay bên cạnh đây để cho các bạn tham khảo nha. Các bạn có thể thấy là nếu mà cái sức mạnh các bạn càng to ấy thì số lượng trang hộ chiếu nó sẽ tốn càng nhiều. Chính vì vậy các bạn cần phải để dành một cái số lượng tín dụng bạc rất là lớn nếu các bạn về sau mà muốn nhảy sang kingdom khác để chơi. Còn nếu mà các bạn không muốn mua vé bay, tức là các bạn muốn chơi ở cái server đó thôi, thì các bạn cũng có thể mua cho mình đó là điểm VIP. Nhưng mà điểm VIP ở đây thật sự nó rất là chua các bạn. Điểm VIP ở đây, một cái điểm VIP 100 này các bạn phải tốn tới 50.000 tín dụng bạc cơ. Nó rất là thốn, không bán bao nhiêu, mình nghĩ bạn mua bằng game thì sẽ tốt hơn. Và cái tiếp theo các bạn có thể mua đó là tele. Tele thì nếu các bạn đánh nhau nhiều nó cũng tương đối là cần, các bạn có thể sử dụng tín dụng bạc để mua tele. Đổi nền văn minh, ví dụ các bạn mà chơi game các bạn chán, các bạn muốn đổi nền văn minh cũng được, nhưng mà cái đổi nền văn minh này khá là chua, nó lên tới 2.000.000 điểm tín dụng cơ, nó rất là nhiều các bạn. Đổi bằng tên cũng ok, các bạn đổi tên các bạn chơi cho vui, tránh bị truy sát ở trong game. Cài lại kỹ năng cũng được, tại vì trong quá trình chơi các bạn cài lại kỹ năng rất là nhiều. Ngoài ra thì một cái nữa cũng có thể mua đó là cái tăng tốc, nhưng mà cái tăng tốc thì các bạn chỉ nên mua cái tăng tốc 3 giờ mà thôi. Tóm lại thì mình vẫn chỉ khuyến khích các bạn đó là mua trang hộ chiếu mà thôi, còn lại thì không mua cái gì hết các bạn. Và với cái điểm tín dụng vàng của liên minh như thế này thì các bạn có thể kiếm ở đâu? Thì tín dụng liên minh ấy các bạn có thể lấy được bằng cách là, thứ nhất đó là các bạn trợ giúp cho thành viên khác của liên minh. Nên là chính vì vậy ra là đầu game ấy các bạn phải hô hào những cái thành viên trong clan các bạn ấn trợ giúp thật là nhiều. Đấy, tương tự như là cái tín dụng cá nhân thì các bạn cũng có thể là góp cái công nghệ cho liên minh ấy, là nó cũng giúp tăng cái xu liên minh lên. Rồi các bạn hỗ trợ cho liên minh xây cờ, xây pháo đài, tương tự như là cái tín dụng cá nhân. Các bạn cứ xây cờ và xây pháo đài là nó cũng tăng cái tín dụng liên minh. Và cuối cùng là các bạn có thể nhận rương từ những cái rương từ thành viên, tương tự tín dụng bạc luôn, các bạn nhận cũng được cái tín dụng liên minh. Và đặc biệt đó là cũng có một số sự kiện cũng cho các bạn thêm cái tín dụng liên minh nữa. Thì ở đây thì hình như là mình xài hết rồi. À đây, có nè. Ở đây mình có 30 cái 5.000 tín dụng liên minh này. Đó, các bạn cũng có thể nhận được từ một số sự kiện khác trong game nữa. Và nếu mà nói về tín dụng liên minh ấy thì cái vai trò tín dụng liên minh đa số những người mà leader của liên minh ấy thì người ta mới quan trọng các bạn. Còn nếu các bạn là những người chơi bình thường chúng ta cũng không cần quan trọng lắm. Thì về cái tín dụng liên minh này có lẽ là sử dụng chủ yếu nhất.
và quan trọng nhất đó là để xây pháo đài cũng như các công trình liên minh. Thì đối với pháo đài này thì cái pháo đài đầu tiên ấy các bạn sẽ cần 900.000 tín dụng, pháo đài thứ hai cần 4,5 triệu và pháo đài thứ ba thì cần 9 triệu tín dụng, nó có thể nó giảm xuống do cái tech của liên minh nữa. Ví dụ như cái điểm kiến trúc 1 này này, nó sẽ giảm tài nguyên tiêu thụ đi 10%. Và tín dụng liên minh thì cũng đóng cái vai trò như mình vừa nói hồi nãy, đó là sẽ sử dụng để mua các vật phẩm này để cho những người chơi khác cùng liên minh ấy có thể mua được vật phẩm đó bằng tín dụng của cá nhân. Tiếp theo thì những cái tín dụng của liên minh các bạn có thể sử dụng để nghiên cứu những cái công nghệ của liên minh nếu các bạn muốn phát triển cái liên minh nó mạnh hơn. Khi các bạn hoàn thành tất cả những cái công nghệ này, thời gian đầu thì nó khá là lâu, nhưng khi các bạn hoàn thành hết ấy, cái liên minh của bạn, tất cả thành viên sẽ mạnh hơn rất là nhiều. Và ngoài ra thì trong quá trình đánh nhau ấy, nếu mà liên minh của các bạn bị đốt những công trình thì các bạn có thể sử dụng tín dụng để chữa những cái công trình đó. Và lưu ý đó là cái điểm tín dụng cá nhân này khi các bạn đổi từ liên minh này qua liên minh khác ấy, thì nó vẫn giữ nguyên nha, nó không hề mất. Chính vì vậy các bạn nên tiết kiệm cái điểm tín dụng này càng nhiều càng tốt. Ok, như vậy là video của mình đến đây kết thúc rồi. Nếu các bạn có bất kỳ một thắc mắc hay câu hỏi nào về tựa game Rise Kingdom thì có thể bình luận ở phía bên dưới nha. Và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video sau. Bye bye.